Hello, xin chào tất cả mọi người. Superlung đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay tiếp tục là chuyên mục giới thiệu hàng săn giảm giá và khuyến mãi sách tay. Ok, hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu giày thuộc dòng giày chạy của hãng Lightning, đó là mẫu giày Lightning Cloud. Lightning Cloud, một cái tên cực kỳ nổi tiếng. Ok, và đây là mã của mẫu giày Lightning ARHM133. Size của đôi giày là 7,5 US, nó là size 40 của hãng Lightning. Giá gốc của sản phẩm là 499 tệ, tức là nó rơi vào khoảng 1.740.000 tiền Việt Nam. Một đôi giày rất đẹp và thường thì không mấy khi giảm giá. Tôi giới thiệu với mọi người bảng size của hãng Lightning luôn nhá, bảng size. Rồi vậy thì mọi người hãy cùng Hùng tìm hiểu đôi giày này nhá. Đôi giày Lightning ARHM133 có dáng giày giống, cực kỳ giống với các dòng giày của hãng hãng Adidas. Một đôi giày màu đen đậm, màu đen huyền luôn đấy. Đây đây là màu thật của đôi giày. Màu đen này rất là đẹp, Hùng rất thích cái màu đen này. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi giày nhá. Đôi giày sử dụng công nghệ, đó là công nghệ vải dệt co giãn. Công nghệ vải dệt co giãn 3 chiều giúp cho bạn đi đôi giày nó rất là thoải mái chân, nó co giãn mà. Tiếp theo đó là với công nghệ vải dệt thì dĩ nhiên kèm theo đó là một sự thông thoáng cực kỳ rồi. Với công nghệ vải dệt của hãng Lightning thì đôi giày sẽ rất thông thoáng. Tiếp theo đó là hai miếng nhựa ở hai bên. Nó giống như kiểu Ultra Boost đó các bạn. Hai miếng nhựa ở hai bên. Ok, đây là chữ Lightning Run, các bạn nhìn thấy không? LN Run này. Đó, hai miếng nhựa này giúp giữ chặt hai bên và giữ chặt gót cho các bạn, giữ ổn định gót. Đằng sau này cái tấm này, những cái trắng trắng này tất cả đều là phản quang hết, đều là phản quang. Ok, dây giày các cái sợi chỉ trắng trên dây giày này, đây tất cả các sợi chỉ trắng này đều là phản quang hết mọi người nhá. Ánh sáng chiếu vào nó sáng lên rất là đẹp. Tiếp theo là công nghệ đế thì gồm có 3 lớp. Ok, đây là công nghệ đế lớp ngoài cùng. Có thể nói là đây là một loại dạng cao su chống mài mòn cao. Với công nghệ thiết kế như này nó sẽ rất là bám nền, đi lên nền nó sẽ kít 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 đó các bạn. Ok, tiếp theo lớp đệm thứ hai nó rất là dày đấy, đệm trắng này. Lớp đệm trắng này thì trên này nó không có ghi về công nghệ lớp đệm trắng này, nhưng Hùng thấy rằng công nghệ lớp đệm trắng này giảm chấn này rất là êm. Đấy, công nghệ giảm chấn này rất là êm và lớp này nó khá là dày. Đôi giày này có lớp đế gồm 3 lớp khá là dày, đi cực kỳ êm luôn các bạn. Và lớp thứ ba đó là lớp trên cùng, lớp đế trên cùng ạ. Lớp đế trên cùng đó là lớp màu đen này, nó cũng tiếp tục là một công nghệ giảm chấn khác của hãng Lightning. Nó là công nghệ Lightning Cloud, hay còn gọi là công nghệ bọt biển của hãng Lightning, một công nghệ độc quyền và duy nhất của hãng Lightning, và nó đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, giảm chấn và siêu hấp thụ lực luôn các bạn. Giảm chấn và siêu hấp thụ lực luôn, nó chả kém gì Power Cushion của Yonex hay là các dòng giảm chấn khác của các thương hiệu khác cả. Đôi giày này sử dụng đế, đó là sử dụng cái cổ của nó, đó là cổ thun co giãn nha mọi người. Cổ thun co giãn đấy. Thì khi mà mọi người đeo đôi giày thì mọi người không cần phải tháo dây giày ra, dây giày vào. Mà cái với cổ thun này thì mọi người đeo rất là đơn giản thôi ạ. Đó, đó là tất cả về đôi giày. Còn mọi người muốn tìm hiểu gì thêm thì Hùng có thể, có gì Hùng chưa giới thiệu thì chắc là Hùng cũng giới thiệu hết rồi. Và đôi giày này đây, Running, các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ Running ở trong đôi giày này. Nó thuộc dòng giày chạy, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng nó để đi thời trang rất là đẹp, đặc biệt phong cách này cực kỳ hợp với các bạn trẻ. Đôi giày này đi thời trang rất là đẹp, đi tập gym, đi chạy bộ, nói chung là rất là phê, nhưng mà đừng mang nó ra đánh cầu lông nhé. Ok, đôi giày này sản xuất nó cũng mờ mờ hết rồi. Sản xuất năm 2018 mọi người ạ. Sản xuất 2018 cơ bản nó mờ hết rồi trong phần đôi giày ngày tháng sản xuất đấy. Quan trọng là mọi người có thể check code trực tiếp trên trang chủ hãng Lightning và kiểm tra chính hãng cho mọi người. Và mọi người lưu ý giúp Hùng, đó là mã check code chỉ có ở chân bên trái của đôi giày đấy nhá. Chân bên phải không có. Ok, Hùng sẽ lấy chiếc chân bên trái ra để cho mọi người nhìn thấy mã check code của đôi giày ạ. Ok, mã check code của đôi giày nó được may ở phía bên cạnh của đôi giày. Đây là mã số, công nghệ mã số màu. Thực sự thì rất khó để quay cho mọi người có thể nhìn thấy ạ. Công nghệ mã số màu gồm có 2, 4, 6, 12 chữ số.
khi mà mọi người tra cái chữ số này lên trên trang chủ lại link kiểm tra ấy, mọi người sẽ nhập cái mã số này vào, nó sẽ ra các màu sắc đồng loạt, và mọi người check xem cái màu sắc trên máy tính của các bạn, bạn check ở trên trang chủ nó có giống với màu sắc của đôi giày này không. Đồng thời tất cả các thông tin của đôi giày đều sẽ hiện lên đó, gồm có size, ví dụ như kiểu 7,5 US, màu gì, màu đen, black chẳng hạn, mã giày là gì, ARHM133, và nó, và cuối cùng nó sẽ có cả hình ảnh của đôi giày này cho các bạn. Các bạn yên tâm rằng sản phẩm bên Hùng đều chính hãng 100% và đều là hàng săn khuyến mãi nhá. Hùng đã săn được mẫu nào thì giá rất là tốt, tốt nhất thị trường luôn, tuy nhiên thì số lượng nó cực kỳ hạn chế, và săn được lần này thì chưa chắc lần sau đã kiếm được, có nghĩa là bán hết lần này rồi thì lần sau Hùng đi săn thì lại không săn được những mẫu như này nữa. Kiểu như thế nó sẽ không lặp đi lặp lại mẫu ạ, mỗi lần săn thì sẽ được các mẫu khác nhau. Đôi giày phong cách, rất nhiều người thích đôi này bởi vì dáng của nó giống Adidas, và rất nhiều người thích dáng của Adidas ạ. Mà đôi giày này nó rất là xịn, nói thật Hùng chưa đi giày Adidas bao giờ, nhưng Hùng khẳng định là chắc nó cũng không kém cạnh gì nhiều, nó rất là ngon. Chả qua là Lining, nó thương hiệu của nó không phải là thương hiệu đắt tiền như Adidas thôi. Còn về độ ngon thì Hùng nghĩ là nó không kém nhiều đâu, không kém nhiều đâu. Đó là đánh giá, đó là nhận xét của riêng bản thân Hùng, một fan của hãng Lining. Áo của Hùng, quần của Hùng, giày của Hùng, tất của Hùng, tất cả đều Lining hết. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé. À đôi rồi, báo giá cái nhá. Đôi giày này 1.740.000, giảm giá còn 850.000 thôi mọi người nhá. Có size 40, 41, 42, hình như là 39,5, hôm nọ Hùng có nhập hai đôi nhưng mà hết rồi. Size 40, 41, 42 cho mọi người, 1.740.000 giảm còn 850.000, có nghĩa là sale trên 50% đó các mọi người. Và các bạn hãy đặt qua kênh Shopee để gọi là được miễn phí vận chuyển, có nghĩa là tận dụng cái mã miễn phí vận chuyển của Shopee cho các bạn nhé. Bạn nào biết đặt hàng qua kênh Shopee thì còn được miễn phí vận chuyển đó. Đôi giày này Hùng để giá trên Shopee là 870.000, tức là đang giảm giá 50% đó. Còn giá gốc thì Hùng vẫn để ở trên đó là 1.740.000. Và các bạn có thể nhắn tin Facebook dưới đường link mô tả của cái video này để có thể liên hệ đặt hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Quá ngon.